Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Canon Channel. Sau đây là bản tin của ngày hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2024. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Quá là tội nghiệp, một bà gốc Việt 73 tuổi ở Seattle đã bị sát hại chỉ vì tiền thuê nhà, tin từ Seattle. Bà con trong cộng đồng White Center gần Seattle đang đau buồn vì đã mất đi một bà chủ nhà gốc Việt tốt bụng, được mọi người yêu mến. Hiện giờ thì cái chết của bà được nghi là do chính người thuê nhà của bà sát hại. Nghi phạm ra tay rất độc ác, đánh đập và đâm bà út hai nhát chỉ vì bị hỏi về tiền thuê nhà. Theo các tài liệu của tòa án mà Carol Seven thu thập được, nạn nhân là bà Bùi Thị Út, năm nay 73 tuổi, là chủ sở hữu của căn nhà, đã cho nghi phạm là cô Sophia Fitzgerald, 19 tuổi, thuê trong khoảng 1 năm. Vào khoảng 7 giờ 15 phút tối hôm thứ Sáu, cảnh sát trưởng quận King đã trả lời các cuộc gọi về một vụ giết người tại một tòa chung cư ở khu số 9800 Đại lộ 15 Tây Nam trong khu vực White Center thuộc quận King chưa hợp nhất. Có người luôn ở với bà Út trong suốt thời gian đó, người mà bà ấy đã giúp đỡ nhiều, người thuê nhà là ông William Boone cho biết. Ông Boone nói với Kiro 7 rằng ông đã ở cách nhà bà Út bụi một phòng trong nhiều năm. Ông mô tả bà không chỉ là một chủ nhà, bà ấy giống như mẹ của tôi vậy, bà ấy quan tâm và yêu thương tôi hết mực. Ông Boone giải thích, bà ấy đưa các con tôi đi ăn tối, đi dự sinh nhật và cho chúng tiền. Các con tôi hiện đang rất đau khổ vì cái chết của bà Út, đó là ấn tượng mà bà ấy đã để lại cho mọi người. Bà Út là một người tốt bụng. Theo các tài liệu xuất hiện lần đầu, Fitzgerald đã chậm trả tiền thuê nhà. Khi bị bà Út Bùi hỏi về tiền thuê nhà, thì Fitzgerald đã đánh đập bà Út và đâm bà ấy hai nhát. Sau gần 50 phút, thì Fitzgerald gọi cho chị gái của mình để kể cho cô ấy nghe những gì mà cô này đã làm. Anh rể của nghi phạm đã gọi 911 và nói rằng cô ấy đã giết một ai đó. Sau khi Fitzgerald cho chị gái của mình xem thi thể của bà Út Bùi qua cuộc gọi điện thoại qua video. Cô ấy đã cho tôi thấy con người thật của cô ấy, ông Boone nói. Ông Boone nói với đài Carol 7 rằng Fitzgerald đã từng nổi cơn thịnh nộ về việc muốn đánh đập bà Út Bùi chỉ vì việc tranh chấp tiền thuê nhà trước đây. Những người biết bà Út Bùi thì không thể tin rằng một điều dữ dội như vậy lại có thể xảy ra với một người đàn bà có tâm hồn hiền lành. Bà ấy là hình mẫu của một phụ nữ Việt lớn tuổi. Tính cách của bà thực sự rất ngọt ngào. Bà ấy khiến tôi nhớ đến bà ngoại của một ai đó, rất nhỏ bé nhưng chăm chỉ và thực sự tốt bụng. Một người thuê nhà là cô Carol Mangabat cho biết. Cô Mangabat đã thuê một không gian từ bà Út Bùi trong 2 năm. Cô ấy nói rằng sẽ rất khó khăn để tiến về phía trước khi biết rằng bà Út Bùi đã ra đi mãi mãi. Bà ấy đã làm việc chăm chỉ vì gia đình và bà ấy luôn nói về bản thân, về những đứa con của mình và làm tốt cho những đứa cháu của mình. Điều đó thật là bi thảm, cô Mangabat nói. Fitzgerald đã bị giam giữ tại nhà tù quận King với tội danh giết người cấp độ 2. Tiệm nail của người Việt ở Atlanta đã bị tông sập tường. Tin từ Atlanta, cảnh sát Atlanta cho biết một thanh niên 17 tuổi bị nghi ngờ là lái xe khi say rượu đã ngồi sau tay lái của một chiếc xe đâm vào một tiệm nail của người Việt ở Buckhead vào cuối tuần vừa qua. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm hôm Chủ nhật khi nhiều người ra ngoài ăn mừng sớm trước Halloween. Thiếu niên hiện đang phải đối mặt với một số cáo buộc bao gồm cả tội DUI vì đâm chiếc xe mà anh ta đang lái vào tường của Hammond Nails and Spa. Đó là một cảnh tượng đáng sợ đối với anh Andy Trần, người nói rằng anh ta đã choáng váng khi thấy bức tường ở phía trước tiệm nail của mình bị biến thành một đống đổ nát vào sáng hôm Chủ nhật. Tôi thực sự chỉ ngồi xuống ở giữa sự tàn phá của bức tường giống như nó vừa xảy ra, anh Andy Trần nhớ lại. Các đơn vị cảnh sát Atlanta đã ứng phó với một vụ tai nạn xe duy nhất tại tiệm làm móng chân móng tay trên đường Roswell vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng. Video giám sát từ tiệm nail cho thấy khoảnh khắc một chiếc xe đâm vào tòa nhà. Kính và các mảnh vụn bay đến tận phía sau của tiệm. Giá đánh bóng đã bị phá hủy. Bàn không khí, bàn sấy không khí. Andy Trần giải thích,
bất kể đó là cái gì, giống như một cột cinder block, đơn vị tiếp theo bị hư hại là trần nhà, tường nhà. Cảnh sát cho biết thanh niên 17 tuổi lái chiếc xe đó đã say rượu và thanh niên này đã bị bắt và bị buộc tội DUI. Lái xe không có sự cho phép, lái xe không có giấy phép và không thông báo cho chủ sở hữu về việc tông vào một vật cố định. Bạn đang phá hủy một nơi kinh doanh, bạn đang ảnh hưởng đến các gia đình kia bạn ở ngoài đó và không có trách nhiệm, Andy Trần nói. Cảnh sát cho biết không có ai bị thương nặng, trong khi anh ấy nói với Fox 5 rằng anh ấy rất biết ơn vì họ đã có thể mở cửa trở lại nhanh chóng, nhưng có thể là sẽ tốn hàng chục nghìn đô la để sửa chữa thiệt hại, ngoài việc thay thế các vật tư, tiệm nail bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp mở cửa trong giờ làm việc bình thường. Andy Trần đang thúc giục bất cứ ai ăn mừng All Hallows Eve hãy chơi một cách có trách nhiệm. Cảnh sát Hy Lạp đã bắt một phụ nữ Việt Nam buôn lậu gần 300 kg vàng. Theo Reuters, các quan chức cảnh sát Hy Lạp hôm 30 tháng 10 cho hay là họ đã bắt giữ một người phụ nữ Việt Nam 64 tuổi tại sân bay Athens vào ngày 28 tháng 10, người bị truy nã vì buôn lậu vàng trước đó. Theo lệnh truy nã, thì người phụ nữ này buôn lậu gần 300 kg vàng thỏi bằng cách giấu chúng ở dưới những chiếc xe chở đá để đưa qua biên giới Việt Nam và Campuchia. Năm ngoái, thì Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ theo yêu cầu của Việt Nam đối với người phụ nữ này. Người phụ nữ này hiện đang sống ở Hy Lạp và một công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ cho đến khi dẫn độ, một trong những quan chức sở tại cho biết. Bà ta cũng bị cáo buộc hợp tác với một nhóm đồng phạm, chủ yếu là người thân, trong vụ buôn lậu vàng quy mô lớn này. Để tránh bị phát hiện và nhận dạng, họ đã đi qua các điểm không có kiểm soát của hải quan. Họ cũng sẽ xóa mọi chữ cái hoặc là dấu hiệu đặc biệt khỏi các thỏi vàng, cảnh sát Hy Lạp cho biết. Ba nghi can cướp bạo lực khắp Nam California đã bị bắt. Ba nghi can dính líu đến một loạt vụ cướp bạo lực khắp Nam California đã bị bắt, cảnh sát loan báo. Theo đài KTLA vào hôm thứ Ba 29 tháng 10, ba nghi can là Nigel Warren, 19 tuổi, cư dân Los Angeles, Cha Dung Brown, 28 tuổi, cũng là cư dân của Los Angeles, và Isai Moore, 32 tuổi, cư dân Fresno, bị bắt vì tội cướp có vũ khí và đang bị giam. Tiền thế chân tại ngoại là 1 triệu đô la mỗi người, sở cảnh sát Los Angeles cho hay. Ba nghi can này bị nghi đã thực hiện nhiều vụ cướp và nhiều nạn nhân tới giờ vẫn chưa nhận diện được, LAPD cho biết. Một trong những vụ cướp đó xảy ra vào hôm 19 tháng 9. Ba nghi can này chặn một nạn nhân nam ở ngoài bãi đậu xe ở Woodland Hills và đánh đấm nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó nhóm nghi can này vừa đè nạn nhân vừa cướp trang sức rồi nhảy lên chiếc xe sedan BMW màu đen tẩu thoát, theo LAPD. Ngày 23 tháng 10, một nạn nhân nam khác đã bị cướp ở một nơi khác, cũng ở Woodland Hills. Ba nghi can này lái xe sedan BMW màu đen bám theo nạn nhân tới một cơ sở thương mại, rồi hai nghi can ngồi ở ghế sau xuống xe, chĩa súng cướp trang sức của nạn nhân rồi tẩu thoát, LAPD cho hay. Sau đó thì điều tra viên xác định ba người này là nghi can trong hai vụ cướp đó. Ngày 24 tháng 10, thì nghi can Brown và Moore đã bị bắt. Cảnh sát còn tịch thu nhiều món bằng chứng, gồm hai khẩu súng lục bán tự động. Nghi can Warren bị bắt vào tối hôm đó ở Long Beach. Đáng lưu ý, trong lúc tham gia hai vụ cướp, nghi can Warren đang bị quản chế sau khi bị bắt trong hai vụ khác không liên quan hồi tháng 7 và tháng 8. Hôm thứ Ba tuần này, nghi can Warren nộp tiền thế chân tại ngoại lần thứ ba và được thả ra, LAPD cho hay. Cảnh sát công bố hình ba nghi can này để người nào có thể là nạn nhân của họ thì nhận diện được họ và ra khai báo. LAPD kêu gọi ai là nạn nhân hoặc là biết thông tin về những vụ cướp nêu trên thì gọi hai điều tra viên Mark Rich hoặc Dell số 213-486-6840. Sang Utah mua súng về để bán lậu, ba cư dân Nam California đã bị bắt. Ba cư dân Nam California bị bắt vào hôm thứ Tư 30 tháng 10 vì bị nghi là sang Utah mua hơn 120 khẩu súng về bán lậu ở California. Văn phòng công tố Hoa Kỳ ở California ra thông cáo báo chí cho hay, ông Manuel Ivan Sanchez, 37 tuổi,
là cư dân Hellendale, ông Ricardo Amequa, 45 tuổi, cư dân Southgate, và ông Fernando Nava, 35 tuổi, cư dân Hemet, bị truy tố tội đồng lõa theo văn phòng công tố. Từ tháng 11 năm 2022 tới tháng 7 năm 2024, ba người này thường xuyên sang Utah mua súng, tổng cộng khoảng 123 khẩu súng, gồm có 42 khẩu mua ở tiệm có giấy phép bán súng và 81 khẩu mua qua mạng theo đơn truy tố hình sự liên bang. Họ dùng bằng lái xe hoặc là thẻ căn cước giả có địa chỉ ở Utah để mua súng vì tiệm súng ở Utah không được phép bán cho cư dân California. Sau đó, ba người này rao bán súng cho người khác với giá cao hơn, có khi họ bán súng cho người trung gian để người đó bán lại cho người khác. Súng lậu rốt cuộc thường được sử dụng trong những vụ phạm tội ác bạo lực và nghiêm trọng khác. Ông Martin Estrada, công tố viên liên bang ở California cho hay trong thông cáo báo chí của văn phòng công tố, để bảo vệ cộng đồng, chúng tôi quyết liệt truy tố người nào gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta qua việc buôn lậu súng. Nếu bị kết tội, ba bị cáo này có thể lãnh án tù liên bang tối đa là 5 năm. Thiết bị phát hiện ung thư giá chỉ có $3. Đại học Texas tại El Paso, viết tắt là UTEP, đã phát triển một thiết bị phát hiện ra ung thư nhanh chóng cho kết quả trong 1 giờ đồng hồ với giá chỉ có $3, song cần thêm thời gian nghiên cứu để được giới chức chấp thuận. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lab on a Chip hồi cuối tháng 10. Các chuyên gia ở Đại học Texas đã phát triển một hệ thống truy dấu ung thư ở trong máu, độ nhạy cao hơn các phương pháp chẩn đoán hiện tại. Thiết bị có tên là PIPP, giá chỉ khoảng $3, cấu tạo đơn giản, gồm có một miếng giấy lọc căng ở trên cái khung nhựa, và nó được ví như là giấy lọc cà phê, hứa hẹn giúp việc phát hiện ung thư trở nên nhanh chóng, dễ tiếp cận và có giá phải chăng hơn. Chỉ với một giọt máu của bệnh nhân, PIPP nhắm mục tiêu vào hai dấu ấn ung thư, kháng nguyên carcinoid bryonic, viết tắt là CEA, liên quan đến ung thư đại trực tràng, và kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt, viết tắt là PSA, cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt. CEA và PSA xuất hiện ở trong máu ở giai đoạn đầu mắc bệnh, rất khó phát hiện bằng các phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, thiết bị mới có thể chỉ ra các dấu ấn này ở nồng độ thấp. Chúng nhạy hơn khoảng 10 lần so với các bộ dụng cụ xét nghiệm hiện có trên thị trường. Thiết bị biochip, tức là chip sinh học, có giá thành thấp chỉ vài đô la và độ nhạy cao. Điều này sẽ giúp nhiều người được chẩn đoán bệnh chính xác dễ dàng hơn, dù họ ở điều kiện kinh tế ra sao. Giáo sư Siu-Yun Lee, khoa hóa học và hóa sinh tại UTEP, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. Ông Lee nói thêm, PIPP có tính linh động cho kết quả nhanh mà không cần các dụng cụ chuyên dụng. Thiết bị có thể phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn đầu, cho kết quả nhanh chóng chỉ trong vòng 1 giờ, ngắn hơn so với 16 của các xét nghiệm truyền thống. Người dùng cũng có thể đọc kết quả trên điện thoại thông minh. Thiết bị PIPP giúp chẩn đoán ung thư nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các nhà chuyên gia lưu ý, người dân nước nghèo thường thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp và nguồn lực sàng lọc ung thư. Hạn chế này cản trở việc phát hiện và điều trị sớm, khiến tỷ lệ tử vong cao hơn. PIPP có thể tái sử dụng và thân thiện với người dùng, lấp đầy những khoảng cách trong chẩn đoán ung thư trên thế giới. Theo tiến sĩ Robert Kutkin, trưởng khoa khoa học tại UTEP và PIPP, PIPP cải thiện khả năng sàng lọc tại chỗ, phù hợp ở những khu vực có nguồn lực hạn chế. Dù tiềm năng, PIPP có thể cần vài năm để thương mại hóa. Các nhà khoa học sẽ thử nghiệm lâm sàng để biết độ hiệu quả, an toàn của thiết bị, sau đó nộp đơn lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Nếu được chấp thuận, họ sẽ cung cấp cho các bệnh viện và phòng khám thiết bị hứa hẹn chẩn đoán được ung thư đại tràng và tuyến tiền liệt. Ung thư đại tràng gia tăng đều ở người trưởng thành dưới 50 tuổi kể từ những năm 90. Người trẻ tuổi mắc ung thư đại tràng thường được chẩn đoán ở giai đoạn sau của căn bệnh. Khi khối u đã chuyển ác tính, PIPP có thể là công cụ phát hiện sớm, tăng tiên lượng.
Ung thư tuyến tiền liệt cũng là một phần của đại dịch ung thư đang lan rộng. 10% ca mắc mới tại Mỹ xảy ra ở nam giới dưới 55 tuổi. Số ca tử vong do ung thư tuyến tiền liệt dự kiến tăng 136% từ năm 2022 đến năm 2050 trên toàn thế giới. Giống với tất cả các bệnh ung thư, phát hiện sớm rất quan trọng. PIPP có thể là một bước ngoặt. Lá phiếu ở tiểu bang Michigan mang tính quyết định kết quả bầu cử Mỹ. Theo các chuyên gia, thì kết quả ở tiểu bang dao động Michigan rất tùy thuộc vào việc ứng viên nào có thể lôi kéo được nhiều cử tri nhất đi bỏ phiếu. Các cử tri tại cuộc vận động của bà Kamala Harris ở Michigan vào ngày 28 tháng 10, chỉ còn một tuần trước cuộc bỏ phiếu đầy kịch tính ngày 5 tháng 11 và một số tiểu bang chiến trường sẽ quyết định kết quả cuộc đua vào chức vụ Tổng thống Mỹ. Trong đó quan trọng nhất có lẽ là Michigan, tiểu bang dao động từng bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump năm 2016, nhưng lại nghiêng về ông Joe Biden vào năm 2020. Các cuộc thăm dò cho thấy một chặng đua đang diễn ra sít sao tại tiểu bang này. Với thăm dò của báo USA Today công bố ngày 30 tháng 10, thì cả hai ngang nhau với 47% ủng hộ. Thăm dò của Real Clear Politics có kết quả là cựu Tổng thống Trump dẫn trước đối thủ Kamala Harris chỉ 0,1 điểm phần trăm. Ưu tiên số 1 của chiến dịch và ưu tiên của Đảng Cộng Hòa hiện nay là vận động người dân đi bỏ phiếu. Ông Jimmy Kiddy, người sáng lập công ty tư vấn JLK Political Strategies, nói với đài Fox News. Theo ông Kiddy, phần thuyết phục cử tri ở Michigan dường như là đã xong và phần còn lại là chờ xem ai sẽ giành được nhiều phiếu nhất. Đảng Cộng Hòa sẽ tập trung lôi kéo nhóm cử tri có xu hướng ít bỏ phiếu thấp đi bỏ phiếu lần này. Không còn nhiều cử tri chưa quyết định, nhưng vẫn còn những cử tri chưa được tiếp cận, những người chưa từng nghe về chiến dịch của Đảng Cộng Hòa. Ông Jason Rowe là một chiến lược gia của Đảng nhận định: chúng tôi thấy rất nhiều thành viên công đoàn chuyển sang phe Cộng Hòa vì chính sách kinh tế của họ, đặc biệt khi nói đến việc làm trong ngành sản xuất, ông Kiddy cho biết. Trong khi đó thì bà Harris cũng dồn sức vào Michigan, tập trung vào các cử tri trẻ đi bỏ phiếu lần đầu với cuộc vận động ở Đại học Michigan với hơn 53.000 sinh viên vào ngày 29 tháng 10. Nhiều thế hệ người Mỹ trước chúng ta đã chiến đấu vì tự do và giờ đây cây gậy chỉ huy nằm trong tay chúng ta. Ứng viên Đảng Dân Chủ phát biểu trong cuộc vận động có sự tham gia của ca sĩ Maggie Rogers. Trước đó thì bà Harris hứa là sẽ xem xét lại những công việc liên bang nào yêu cầu bằng đại học nếu được bầu làm tổng thống. Chúng ta cần phải đứng lên trước quan niệm rằng chỉ những công việc có kỹ năng cao mới đòi hỏi bằng đại học, bà nói. Michigan, Pennsylvania và Wisconsin tạo nên bộ ba bức tường xanh của Đảng Dân Chủ ở khu vực Ngũ Đại Hồ. Bức tường đó đã bị phá vỡ vào năm 2016 khi cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng sít sao ở cả ba tiểu bang. Và ông Biden thì đã giành lại các tiểu bang này vào năm 2020 cũng rất sít sao. Tối cao pháp viện cho phép Virginia loại bỏ cử tri bị nghi là không phải là công dân Mỹ. Tối cao pháp viện hôm thứ Tư 30 tháng 10 cho phép giới chức Cộng Hòa ở Virginia thực hiện chương trình loại bỏ cử tri bị nghi không phải là công dân Mỹ khỏi danh sách ghi danh đi bầu trước ngày bầu cử vào tuần tới, theo NBC News. Tối cao pháp viện bỏ phiếu 6/3 chặn phán quyết của tòa liên bang về việc cấm thực hiện chương trình này và yêu cầu Virginia đưa 1.600 cử tri trở lại danh sách ghi danh đi bầu. Đây là thắng lợi cho lẽ thường và bầu cử công bằng, ông Glenn Youngkin, Đảng Cộng Hòa, thống đốc Virginia, ra tuyên bố cho hay vào hôm thứ Tư. Ông Youngkin công bố chương trình này hồi tháng 8. Khi đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử, cư dân Virginia biết rằng bầu cử ở Virginia công bằng và an toàn và không bị chính trị can thiệp, ông nói thêm. Virginia cho phép ghi danh đi bầu cùng với ngày bỏ phiếu, nghĩa là bất cứ cử tri hợp pháp nào bị rút tên khỏi danh sách có thể vẫn được đi bầu vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 hoặc trong thời gian bỏ phiếu sớm tới hết ngày 2 tháng 11. Nhiều nhóm dân quyền được chính quyền của ông Joe Biden hậu thuẫn kiện chương trình này vì cho rằng một số cử tri hợp pháp cũng bị loại khỏi danh sách. Bộ Tư pháp DOJ cho hay
họ không được quyền xem xét danh sách ghi danh đi bầu ngay trước ngày bầu cử, nhưng tiểu bang thì được quyền làm như vậy. DOJ đưa ra đơn kiện này để bảo đảm mọi công dân Mỹ hợp pháp đều có quyền đi bầu. Chúng tôi không đồng ý với phán quyết của tối cao pháp viện, phát ngôn viên DOJ tuyên bố. Theo đạo luật ghi danh đi bầu quốc gia, tiểu bang không được quyền loại bỏ một cách có hệ thống cử tri khỏi danh sách ghi danh đi bầu trong vòng 90 ngày trước ngày bầu cử. Theo chương trình của Virginia, trên mẫu đơn nha lộ vận DMV, người nào đánh dấu vào ô xác nhận không phải là công dân Mỹ hoặc để chống ô đó sẽ bị loại khỏi danh sách ghi danh đi bầu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị thích video này thì mong quý vị nhấn nút like để YouTube đề xuất video này cho nhiều người xem hơn. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.